Thanh Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả của kênh Hãy Sống Khác. Thưa quý vị, vạn sự trên đời có nhân ắt có quả, có sự việc phát sinh ắt có nguyên nhân khởi đầu. Người gieo nhân nào phải gặt quả đó. Vậy nên trong cuộc sống, nếu có thể hiểu thấu đạo lý này thì con người sẽ thong song sống cuộc đời tự tại. Hơn nữa, nếu mỗi người đều có thể tránh được ba điều sau đây thì ắt họa sẽ rời xa, phúc tự đến. Mời quý vị cùng theo dõi clip và hãy chia sẻ nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé. Người có thể giới cấm được ba điều này, ắt họa rời xa, phúc tự đến. 1. Kiêu. Quân tử thụ ngôn dĩ minh trí, kiêu hoành cô hành họa tất tự sinh. Đại ý rằng, người có thể tiếp thụ sự khuyên giải góp ý của người khác mới là bậc chính nhân quân tử. Từ đó giúp bản thân có thêm nhiều góc nhìn khi đối nhân xử thế, mọi việc cũng được sáng suốt hơn. Còn người tự cho mình là đúng, kiêu ngạo độc tôn thì có thể nói người này chưa đánh đã bại, đã tự gieo mầm tai họa cho mình ngay từ thuở ban đầu. Con người một khi đã kiêu ngạo thì không còn chú ý đến sự tồn tại của người khác, và cũng chẳng còn nhìn rõ vạn sự vạn vật, nhất cử nhất động đều lấy bản thân làm trung tâm. Kiêu ngạo sẽ đánh mất đi chuẩn mực làm người, và cũng từ đó cắt đi vận tốt của tự thân. Làm người chỉ khi nào có thể bỏ đi sự kiêu ngạo mới có thể quay về bản ngã tiên thiên vốn có từ ban đầu. Mới có thể quay về trạng thái tốt nhất để làm người. Trong đối nhân xử thế, nếu có thể ngay từ đầu đã thận trọng, khiêm nhường, thì trời kính, đất nhường, người người coi trọng, sự sự hanh thông. 2. Đấu. Hòa giải vô cừu, thứ giả vô oán, nhẫn giả vô nhục, nhân giả vô địch. Đại ý rằng, giữa người với người, lấy thiện làm căn, ắt sẽ chẳng gây thù chuốc oán với ai. Có thể khoan dung đãi người, ắt cũng chẳng thể vì đó mà khiến kẻ trách người hờn, buông lời ai oán. Hiểu được giá trị của sự nhẫn nại, ắt cũng chẳng thể vì đó mà gặp cảnh trái ngang. Làm người nhân nghĩa, lại càng không có chuyện có người thù kẻ hận. Giữa người với người, nếu như lấy đấu tranh làm trọng, thì bất kể bản thân thắng hay bại cũng đều bị tổn thương. Suy cho cùng cũng đều là bại. Khi không thể bao dung cho người khác, ắt tâm thái hẹp hòi. Trong việc đối nhân xử thế cũng dễ đắc tội với người khác, tự mình chuốc lấy kẻ thù đối đầu. Chỉ có người buông bỏ tâm đấu tranh, mặc kệ hơn thua được mất, mới có thể sống hòa ái với mọi người, mới có thể lương thiện. Từ đó, con đường tương lai mới ngày càng rộng mở và tươi sáng, chuyển họa thành phúc. 3. Tham. Cao phi chi điểu, tử ư mỹ thực, thâm đàm chi ngư, vọng ư phương nhị. Đại ý là, chim bay cao trên trời nhưng lại chết bởi thức ăn ngon, cá lặn tăm sâu nhưng lại chết bởi miếng mồi thơm. Bất kể là ai, chỉ cần vướng vào chữ tham là cũng xem như hủy cả một cuộc đời. Lòng tham thì không thuốc nào chữa được, dù người có thông minh tài giỏi bao nhiêu, nhưng hễ phạm phải chữ tham này thì cũng coi như tiền đồ vô vọng, đèn sách uổng công rồi. Đời người, bất luận bạn có gặp vận mệnh tốt ra sao, có được cuộc sống giàu sang cỡ nào, cũng cần phải loại bỏ tâm tham. Biết đủ là vui mới có thể bảo toàn được vận khí. Biết đủ vốn không phải là cách nghĩ tiêu cực, mà là tấm lòng khoáng đãng ung dung khi đối diện với được mất thế gian. Cổ nhân có câu, nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng đức, ấy cũng là từ lẽ đó mà ra.
Người thiện lương không bao giờ nhìn vào điểm xấu của kẻ khác. Thiện lương không chỉ thể hiện ở việc không làm tổn thương người khác, có thể giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan, mà còn ở chỗ không nhìn vào điểm xấu của người khác. Trong kho tàng chuyện cổ Phật gia có kể về một sa nhân vốn xuất thân là một tên cướp khét tiếng hung tàn. Sở thích của hắn là giết người, chặt ngón út của tay trái nạn nhân làm vòng đeo. Hắn tổng cộng đã giết được 999 người, chỉ còn một người duy nhất nữa là hoàn thành tâm nguyện. Một hôm, Phật Thích Ca cầm y bát vào thành Savatthi hóa duyên khất thực. Sau khi dùng bữa xong, trên đường trở về tịnh xá, Đức Phật gặp tên cướp Angulimala. Tên cướp thấy Đức Phật đi một mình nên quyết định ra tay sát hại. Hắn cầm dao nhằm về hướng Đức Phật mà đuổi tới. Tuy nhiên, dù hắn có cố gắng ra sức chạy tới đâu cũng chẳng thể nào đuổi kịp Đức Phật. Thấy quá lạ, tên cướp Angulimala nghĩ: thật kỳ lạ, trước đây mình có thể đuổi kịp voi, ngựa, nai, thậm chí cả chiếc xe đang chạy, sao bây giờ không thể đuổi kịp một sa môn Cổ Đàm đi bình thường? Nghĩ vậy nên hắn cất tiếng: này sa môn, hãy dừng lại. Hãy dừng lại sa môn, để gọi Đức Phật. Đức Phật nghe vậy mới nhẹ nhàng đáp: ta đã dừng lại lâu rồi, chỉ có ngươi là chưa. Tên cướp nghe vậy nghĩ bụng: rõ là đang đi, sao lại nói dừng rồi? Hắn nghi hoặc: ông đi mà lại nói ta đã dừng rồi, còn tôi đang dừng, ông lại nói tôi đang đi, nghĩa là sao? Đức Phật giải thích: với mọi chúng sinh, ta bỏ trượng kiếm, còn ngươi không tự kiềm chế, gieo rắc chết chóc và hận thù, nên ta đã dừng mà ngươi chưa dừng. Lời nói của Đức Phật tựa như tiếng chuông chùa đổ vọng sớm hôm, như tiếng thức tỉnh nơi sâu thẳm tâm hồn của tên cướp. Bao năm nghiệp nặng chất chồng, liệu có thể hối cải quay đầu được chăng? Angulimala nói: bao năm gây ác không ngừng, đâu có cách nào quay đầu hối cải. Đức Phật biết cơ duyên đắc ngộ của Angulimala đã đến, nên đã thuyết đạo giảng pháp cho Angulimala nghe. Sau khi Đức Phật cảm hóa, Angulimala quyết định xuống tóc, theo tăng đoàn cùng Đức Phật xuất gia tu đạo. Việc Angulimala bỏ ác làm lành đã khiến cho không ít người bất ngờ. Từ một kẻ chuyên sát sinh hại mệnh, lấy trộm làm nghề, lấy cướp mưu sinh, lại có thể đột ngột thay đổi, trở thành một người nói điều chân, làm điều thiện. Đây thực sự là một việc quá sức tưởng tượng của mọi người. Phật ra rằng, chúng sinh trên đời đều có thiện căn. Mạnh Tử cũng từng nói: nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người chúng ta khi sinh ra, ai cũng mang trong mình sự thuần khiết, thiện lương. Nhưng năm tháng qua đi, đa phần chúng ta đều bị cái thùng thuốc nhuộm cuộc đời này nhiễm đục, để rồi tâm hồn trở nên bất thuần, bất thiện, bất chân. Nhiều người dần dần sống cuộc đời thân bất do kỷ, họ ngày một trở nên xấu xa, họ ngày một đánh mất chính mình. Nhân vô thập toàn, đã là con người, ai mà không từng sai phạm, ai mà không từng có lỗi lầm. Làm người, nếu như đối nhân xử thế, chỉ nhìn vào điểm xấu của người khác, thì chẳng thể nào hòa hợp với nhau, chẳng thể nào sống tốt hơn được. Kỳ thực, thiện lương không chỉ thể hiện ở việc không làm tổn thương người khác, có thể giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan, mà còn ở chỗ không nhìn vào điểm xấu của người khác. Có câu, người thiện lương không nhìn vào điểm xấu của người khác. Kỳ thực, khi một người thường hay chú ý đến điểm xấu của người khác, điều đó cho thấy rằng bản thân người ấy cũng là người không hoàn thiện. Và điểm xấu mà họ chú ý đến cũng chính là vấn đề tồn đọng của bản thân họ.
Ai trong đời cũng từng là người tốt, ai trong đời cũng từng xấu xa. Vậy nên đôi khi để đánh giá một người, chúng ta không chỉ là nhìn vào bề mặt, nhìn vào hiện trạng của họ ngày nay, mà còn cần phải xét từ góc độ xa hơn. Tên cướp Agulimala cả đời gây ra vô số ác nghiệp, giết người vô số. Chính vua Pasenadi cũng phải kinh sợ hắn. Ấy vậy mà Phật Thích Ca chỉ bằng sự từ bi lại có thể thu phục hắn, không những giúp hắn từ bỏ cái ác mà còn xuất gia tu đạo, trở thành một tỳ kheo tôn kính. Người làm sai không xấu, cái xấu là điều làm sai. Có thể trong một lúc nào đó trong quá khứ hoặc hiện tại, vì lý trí bị mê mờ mà gây ra tội, nhưng sau này không như thế nữa, sửa đổi thành người tốt, điều đó hoàn toàn có thể. Còn nếu như một người lấy cái ác để trị cái ác thì vẫn cứ là ác. Cái ác nối tiếp cái ác, mãi mãi chẳng thể có ngày kết.